Chúa Nhật lễ hiển linh 5B. Chủ đề: tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa là ánh sao dẫn đường. Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em, Kinh Thánh là cuốn sách Thiên Chúa tự tỏ bày tình yêu và lòng thương xót đối với thế gian, nhằm lôi kéo thụ tạo liên kết với người trong tình yêu và sự sống. Sự tỏ bày này được gọi bằng một tên riêng, hiển linh, vừa mang chiều kích thiêng thánh, vừa diễn tả sự hiện diện cụ thể của Đức Chúa trong lịch sử. Theo triết tự, hiển linh hiểu như phép lạ, là sự xuất hiện của thần linh giải cứu những chiến binh, những thành trì đang bị địch quân vây khốn, là xoay đổi tình thế từ đen tối sang sáng láng rạng ngời, từ yếu đuối sang mạnh mẽ, từ nô lệ áp bức sang độc lập tự do. Isaiah diễn tả cuộc hiển linh bằng cách đọc lại lịch sử dân tộc mình, cốt nhấn mạnh hiệu quả của biến cố thần hiển. Dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng rạng ngời. Ánh sáng bừng lên chiếu soi người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã rút lại án phạt, đã tặng ban ân sủng, đã hủy diệt chiến tranh bằng cách bẻ gãy gông cùm xiềng xích, đốt sạch những quân trang quân dụng phục vụ chiến trường. Ngôn sứ đồng hóa hiển linh với con trẻ Bethlehem. Một hài nhi đã chào đời, một người con đã được ban tặng chúng ta. Ngài lãnh nhận quyền bính, chịu trách nhiệm dẫn dắt muôn dân trong công bình, chính trực, nghĩa là trong tình yêu và lòng thương xót vô biên, từ bây giờ và cho đến muôn đời. Sau khi đã liệt kê mọi hiệu quả biến cố hiển linh, Isaiah công bố thành ngữ bản lề làm điểm tựa, cắt nghĩa tính hợp lý của lịch sử cứu độ. Lòng ghen yêu của Chúa Thiên Binh sẽ thực thi điều đó. Cha Nguyễn Thế Thuấn dịch: lòng phẫn ghen. Nhóm các giờ kinh phụng vụ dịch: yêu thương nồng nhiệt. Bản tốt dịch: tình yêu cháy bỏng. Tôi tâm đắc bản dịch của Ủy ban Giám mục về phụng vụ xuất bản năm 1969: lòng ghen yêu, amour jaloux. Lòng ghen yêu tự thân đòi sự chung thủy tuyệt đối, độc chiếm hoàn toàn, không chấp nhận bất cứ một mảy may phân chia. Lòng ghen yêu sẵn sàng hủy diệt kẻ thù đe dọa tình yêu ấy. Khi áp dụng lòng ghen yêu cho Thiên Chúa, người ta không suy diễn theo kiểu cách loài người, nghĩa là coi vật này, người kia là thù địch, là kẻ phá hoại. Thiên Chúa không có kẻ thù hiểu theo nghĩa siêu hình, mà chỉ có thù địch hiểu theo nghĩa luân lý, đạo đức. Kẻ thù của Chúa là bóng tối, tội lỗi, thù oán, ghen ghét, giận hờn, chia rẽ, lăng loàn, ganh tị, và cả đến sự chết nữa.
Nói Thiên Chúa ghen yêu là muốn tuyên xưng quyền năng cứu độ tuyệt đối được hoàn thành trong sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhờ Người, chúng ta được cứu độ, được giải thoát, được thừa hưởng tình yêu và sự sống thần linh cách vô lượng. Bài đọc thứ nhất diễn tả lòng ghen yêu của Chúa Thiên Binh, trang điểm cho dân được tuyển chọn bằng những ân huệ thiên hình vạn trạng, khiến nó trỗi vượt trên tất cả. Vẻ huy hoàng Chúa ban cho Israel khiến chư dân nao nức, cất bước tìm về chiêm ngắm để soi mình vào đó và cũng ước mong được Chúa mặc cho hồng ân như thế. Đại diện cho nhóm chư dân là ba vua đến từ phương Đông. Theo ánh sáng sao dẫn đường, tất cả tìm đến Bethlehem. Họ gặp hài nhi và mẹ Người. Luca nhẹ nhàng nhắc rằng họ hết sức vui mừng, sấp mình thở lại. Và tại đây quà tặng được trao đổi cho nhau: vàng, nhũ hương, mộc dược được đổi lấy Giêsu, quà tặng của lòng thương xót. Dĩ nhiên, họ vui mừng vì đã đổi của hèn lấy của cực trọng là nước trời, là Giêsu Chúa cả trời đất. Sấp mình thờ lại biểu đạt lòng tin, còn vui mừng là hiệu quả của đức tin ấy. Cuộc đời các vị vua đã biến đổi hoàn toàn vì đã chọn đường khác trở về quê hương mình. Đường khác ở đây là đường đức tin, đường được củng cố bằng đức cậy, được nuôi dưỡng bằng đức mến. Thưa anh chị em, ánh sao dẫn đường là kế hoạch Thiên Chúa dùng để bày tỏ tình yêu và lòng thương xót cho những ai thành tâm, thiện chí kiếm tìm Ngài. Đây là đường của tình yêu thương, của phục vụ trong lòng thương xót. Do vậy, những ai muốn dấn bước trên nẻo đường này đều phải đóng đinh thân xác mình cùng những đam mê vào thập giá và nhất quyết sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Lễ Hiển Linh là lời mời gọi chúng ta bước theo ánh sao và trở nên ánh sao để phúc âm hóa bản thân và tân phúc âm hóa con người trong thế giới hôm nay. Sứ mệnh thật lớn lao, đầy gian nan thử thách, nhưng nhiều niềm vui và ơn an ủi của Chúa Thánh Thần. Bước theo ánh sao là triệt để sống hoán cải, loại bỏ nếp sống xưa kia, nếp sống của con người cũ, chiều theo những đam mê, lầm lạc và nhiều thứ tệ đoan. Bước theo ánh sao là mặc lấy con người mới trong sự công chính, bình an, đạo đức, hiền lành, khiêm tốn, chu toàn mọi bổn phận thuộc đấng bậc mình. Trở nên ánh sao là mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu, là nối dài tình yêu và lòng thương xót của Ngài trong chính cuộc đời mình. Cụ thể, biết chấp nhận và tha thứ cho nhau, sẵn sàng chia sẻ tùy khả năng với những anh chị em nghèo khó, bất hạnh, bất tật, gắn bó với nếp sống văn hóa toàn thể, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương. Phải luôn nhắc mình, tôi phải nên giống Chúa, phải yêu Chúa nhiều hơn. Chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ là ánh sao sáng đích thực, hướng dẫn con người hội nhập vào gia đình ba ngôi, cội nguồn của tình yêu và sự sống thật. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta
đang mừng lễ Chúa hiển linh hôm nay. Amen.